tao thích thì phải kết bạn với tao. Hiện tại tôi cũng đang thanh lý cái mẫu này các bạn này. Đó, thanh lý mẫu này. Mẫu này tao đang thanh lý này 800k các bạn ha. Đây là cái cabin này, thanh lý cho các bạn là 800k. Bạn nào thích cái cabin này thì có thể inbox cho tao nhé. Này 800k, cabin Hyundai tỷ lệ 1/16. À, ở đây là mình về mình sẽ chế cái đèn cho tao. Hiện tại đang chế cái đèn sẵn mà các bạn thấy không? Mình về mình nối cho điện thôi là cái đèn nó sáng này. Đó, rất là đẹp. Ở trên nó có đèn sương mù luôn, có kính chiếu hậu luôn. Có bàn gạt nước luôn, Hyundai. Đây là xe Hyundai mà cái đời khoảng 92 93 đó các bạn. Xe Hyundai 8 tấn ngày xưa đó, 92 93. Đằng sau của nó có cái kiến đằng sau mình nhìn này. Đó, nó có cái giường ngủ đằng sau. Nhìn như thật các bạn ha. Đó, 800k cho cái cabin này. Thì nó hơi bụi tại vì để lâu quá nên thành ra nó bụi. Các bạn về các bạn chùi thì nó sẽ sạch thôi. Đó, rất là mới. Ngoài ra thì